xuất hiện công an giao thông cầm máy quay phim trước nhà chị Lan cả nhà ơi. Và căng thẳng rồi cả nhà ơi. Bây giờ thật sự để mà nói công an quay lại cả nhà ơi. Công an quay lại rồi. Chết rồi. Công an vòng tới vòng lui trước nhà chị Lan cả nhà ơi. Wow, cô chú anh chị ơi, có một toàn luật sư tới nhà chị Hồng Lan cả nhà ơi. Và là luật sư ở nhà chị Hồng Lan cả nhà. Phía ngoài thì có chú giao hàng cả nhà. Và bây giờ luật sư vào nhà chị Hồng Lan là căng gói cả nhà ơi. Chô đang nhập hàng mà nhiều quá. Quá trời luôn cả nhà ơi. Căng rồi, yên căng rồi. Và chú chở mấy chuyến nữa chú. Và luật sư vô nhà của chị Hồng Lan cả nhà ơi. Căng rồi cả nhà ơi. Dạ dạ dạ. Thôi quay cái này hả chị ạ? Hiện nay thì cũng là hạn chế để mà hạn chế mà ghi hình luật sư vào thì chắc chắn là cái câu chuyện rất là xa cả nhà ơi. Chú này rất là quen thuộc cả nhà đó. Chú này hay rồi là giao hàng cho chị Hồng Lan để mà về Hồng Lan bán cái gì. Chú rất là khỏe luôn cả nhà. Chú nhìn chú rất là lớn tuổi, rất là khỏe luôn. Sao em? Sao? Từ từ. Ok. Bên kia trả sức. Dạ bên kia trả sức. À, nói gì anh? Rồi cái tắt. Em thật là đáo để quá đi. Kêu tắt máy đi chứ. Con gái của chị Hồng Lan rất là dính tính rồi nè. Thì luật sư tới thật sự rồi cả nhà. Luật sư tới thì mọi người biết rồi đó. Rớt. Con đỡ cho chú. Con đỡ cho. Dạ. Wow. Chung là mọi người nhớ đặt hàng cho chị Hồng Lan để mà chị Hồng Lan lên đơn cho cả nhà nha. Chị Hồng Lan là một ngày chắc nhập hàng liên tục với cả nhà. Đó. Chú còn chở không chú? Còn nữa hả chú? Wow. Thôi trong nhà là rất là nhiều hàng rồi nhưng mà vẫn còn chở hàng nữa cả nhà. Đó. Vẫn còn chở hàng nữa đó. Nãy là phần ấy của chị Hồng Lan á, thì Hồng với em có nghĩa là kêu tắt máy chưa, tắt rồi nó kêu là luật sư chuẩn bị là bây giờ là thật sự để mà nói là chị Lan lo lắng buôn bán nè, rồi lo lắng chuyện lùm xùm gia đình nè, rồi chuyện của nói chung chuyện kiện tụng nữa nha, rất là nhức đầu luôn nha. Đó. Thì bây giờ là luật sư vào rồi cái nhà, xe này là xe của luật sư cả nhà. Đi theo qua quay cho cả nhà xem. Chú này là chở hàng từ Chợ Lớn qua nha cả nhà. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 72 hả chú? Wow. Và hàng shipper tới lấy hàng nữa nè. Mọi người đặt hàng để chị Hồng Lan lên đơn để mà giao cho cả nhà nha. Bên kia là hai chiếc xe của luật sư cả nhà. Hai chiếc xe của luật sư bước qua cả nhà ơi. Miếng căng rồi cả nhà ơi. Căng rồi rồi. Chung là luật sư tới thì ở nhà không biết cái vụ gì đâu. Căng thẳng không cả nhà ơi. Không biết vụ gì căng thẳng không mà đến mức phải luật sư tới luôn cả nhà ơi. Và nãy chị Lan diễn kêu hạn chế quay rồi. Mọi người cũng biết rồi đó.
Đây là hai chiếc xe của luật sư bước vừa bước qua nha cả nhà. Wow, hai chị tới nè. Công ty hai anh về kiểm soát rồi cả nhà ơi, về kiểm soát qua luôn. Căng thật rồi cả nhà ơi. Căng thật rồi. Còn lên lầu. Xe này đó rồi đó. Vô đi. Vô trong luôn hả? Ừ. Hai chiếc luôn đó. Chú này đang chạy cái bạc lại để mà chiếc nó chở hàng cả nhà ơi. Chở bạc cái mày chú là rất cực nhọc cả nhà, chở như vậy á là cũng nhiều khi công an cũng bắt đó cả nhà, đúng không chú? Chú chở công kề vậy còn nhiều khi công an nó cũng hỏi thăm, đúng không chú? 500 ngàn. Dạ quá, chú là 500 ngàn. À, là bị phạt 500 ngàn đó cả nhà đó. Tại vì chú là 500 ngàn. Dạ. Phải dễ ăn không? Dạ. Phải biết cười biết đó chứ, phải dễ ăn không? Con tư cả nha. Giờ chú có chở mấy chuyến nữa chú? Dạ. Chú rất là cực khổ cả nha, chở hàng tới Dì Lan. Nói chung là bây giờ phía trong là đang cập nhật, đang hỏi ý kiến của chị Loan. Luật sư đã tới rồi thì bây giờ cũng hỏi ý kiến chị Loan biết cái vụ gì đó mọi người. Tí nữa luật sư ra sẽ hỏi coi cập nhật tình hình cho cả nhà xem. Chị Loan hấp nhang trong gia đình nữa nha. Chị Loan hấp nhang cho ba kìa. Hấp nhang cho ba để mà ấy đó nha. Khi nãy thì nói chung là chị Hồng Lan vẫn không, tại vì là luật sư nói chị Hồng Lan là hạn chế quay, tại vì luật sư cũng không muốn lên trên mạng. Riêng chị Hồng Lan chị cũng nhắc nhở anh em đừng có quay cái này. Còn khi nào luật sư đi thì rồi hẳn quay, tại vì luật sư đang làm việc là không biết là cái vụ kiện tụng của chị Hồng Lan sao nữa cả nhà. Là em nghĩ là cái phòng phía trên đó, cái phòng của chị Hồng Phượng á, là cái phòng đó là vẫn còn đồ, cho nên là ngày cách ngày trước em hỏi cục sử kêu không biết á, là do tối đó là công an cũng có mặt luôn, là tất cả mọi người á là gì tức chị Hồng Lan cho xe tới rồi kêu rồi tự tay mình dọn đồ hết trong phòng đó, rồi dọn hết đồ trong cái phòng đó đi, lên xe rồi trở về nhà cô Sáu không biết sao. Thì nghe đâu thông tin là cô Sáu kiện là mất đồ gì đó không biết. Bây giờ luật sư tới cũng gọi là bào chữa cho chị Hồng Loan cả nhà đó, cập nhật tình hình cho cả nhà xem gì đó. Bây giờ biến rất là căng cả nhà ơi. Đây là hai chiếc xe của luật sư cả nhà, em quay cho cả nhà xem. Đây hai chiếc xe của luật sư nha cả nhà. Hai chiếc xe của luật sư thì mọi người biết rồi đó. Xe này đi cả hai xe ba luật sư luôn cả nhà, tới tận ba luật sư đó. Hai người gọi là viện kiểm sát hay sao, em chỉ nói là không biết hay không chắc chắn nha. Hai người viện kiểm sát hay sao cả nhà. Wow, thật sự là quá căng thẳng rồi. Đó, quay hai chiếc xe luật sư cho ngay xem. Đây, rồi, mọi người, cả nhà cứ follow đi để em có video quay cho ngay xem.